Đây, chào bà con, đây là giống lúa của em 18 đồng vụ 2 xã Nhân Giáo. Ở ngoài đó là núi Sam đó bà con. Này là cánh đồng ở trong khu vực xã Nhân Giáo giáp với Thái Sơn. Đó là núi Sam. Thì lúa bữa nay chắc cũng cộng với mẹ được bảy mấy ngày, 72 với 7 đến 75 ngày rồi bà con. Thì cái giai đoạn cộng với mẹ này bà con muốn cho nó vô hạt phì hạt no, giờ hướng dẫn chia sẻ cho bà con. Thì giờ trước tiên thứ nhất là bà con rước phân đạm không à, bà con có rước phân đạm một công 5 kg hoặc 7 kg cho một công điền, rước phân đạm. Còn bà con nào rước rồi xịt cũng được, mà không rước thì xịt, thì có để các loại thuốc cho bà con xịt. Đó là nếu bà con không rước thì con xịt giai đoạn công với me này nè, công với me hoặc đều hết nè, những sắp đỏ đuôi nè, thì bà con xịt cho mình là một bình máy 2 thẻ Atonis cho một bình máy cho cử này, hoặc là 2 thẻ Hy Lăng, hoặc là 1 thẻ Lakasuto, hoặc là bà con xịt 1 thẻ Hy Lăng 1 thẻ Atonis cũng được, hoặc là 1 thẻ Atonis 1 thẻ Solo, hoặc là 1 thẻ Solo 1 thẻ Hy Lăng được, bà con cứ sang người đó. Còn nếu Atonis không thì 2 thẻ Hy Lăng, không 2 thẻ, còn Solo thì phải kèm theo thẻ kia đó cho. Rồi bà con xịt đi trong vòng 1 tuần là 7 ngày bà con ra xem nhân lúa đi. Nếu nhân lúa bà con mà không phì hạt không trúng thì không phì hạt không nó hạt, thì bà con cứ bình luận chửi cho bà con chửi thoải mái luôn. Đó là hướng dẫn thật lòng cho bà con. Đó, chia sẻ cho bà con thử đi. Bà con rước phân rồi bà con xịt thêm nữa thì càng tốt, không có gì, càng tốt lúa thôi, xanh nó xanh cây cứng lá, tại vì các hoạt chất đó là nó xanh cây cứng lá, mà nó giúp trao đổi chất vô hạt nhanh, hạt no, không có bị lép lửng.